Sự thật tồn tại ma quỷ trên đời. Các bạn thân mến, có rất nhiều người luôn tin rằng có ma quỷ ở trên đời, nhưng thực tế chưa ai có thể nhìn thấy hình dáng, màu sắc con ma trông ra sao. Cùng Linh Ngay tốt nhìn nhận vấn đề này theo nghiên cứu khoa học để có cái nhìn chính xác nhất nhé. 1. Ý kiến khoa học. Vài chục năm nay, các nhà khoa học khám phá ra rằng 95% vũ trụ hình thành từ vật chất đen. Theo lý thuyết, chúng tác động lên những gì chúng ta nhìn thấy, ví dụ như các ngôi sao quay tròn tạo nên thiên hà vậy các nhà khoa học có ý kiến như thế nào về sự tương đồng giữa vật chất đen âm thầm trong vũ trụ và hiện tượng lạ trong những căn nhà bị cho là ma ám trên trái đất về cơ bản vật chất tối bao gồm các năng lượng và vật chất có rất nhiều nghiên cứu về vận động của thiên hà trong đó kết quả trình bày cách di chuyển năng lượng đều trùng khớp và hầu hết được giới khoa học đón nhận đối với các hiện tượng siêu nhiên thì không dễ dàng như vậy cả thế kỷ nay mọi cố gắng thu thập để tìm được một mẫu số chung đều thất bại tần số sóng âm quá rộng và nội dung hoàn toàn không trùng khớp Ngoài ra, vật chất tối bao trùm những tinh thể sáng, đó là những vì sao và xoay vần chúng, để diễn giải chi tiết hơn, cần cả kiến thức về quang học không trọng lượng, tức là có nhiều cách để chứng minh sự tồn tại của vật chất đen thay vì những sự kiện rời rạc của hiện tượng siêu nhiên. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là cách chứng minh gián tiếp thay vì một vật chứng nào đó rõ ràng tai nghe mất thấy. Điều này tương tự với việc không thể nhìn thấy con ma đang ném đồ vật lung tung trong nhà và mở cửa cho người người sống vào ban đêm thậm chí chẳng có ai có thể nhìn thấy được dù chỉ một phân tử của vật chất tối thực sự tồn tại. Đây chỉ mới là lý luận ban đầu, nhưng có thể thấy với tình trạng không chắc chắn, các nhà khoa học sẽ phải đánh giá lại nhận thức của họ về vật chất tối. Trong trường hợp đó, rất có khả năng rằng các hiện tượng siêu nhiên trên trái đất và ngoài vũ trụ có chút liên quan. 2. Thật ra ma quỷ là gì? Ma không có hình dáng cụ thể, được miêu tả là những bóng trắng mờ ảo, thường tập trung ở những địa điểm chứa nhiều âm khí thường là các cây to và lâu năm như cây đa, cây si, cây gạo. Tiếp đó là những nghĩa địa, những căn phòng thiếu ánh sáng, ẩm thấp và bí khí, hoặc những đoạn bờ sông có nhiều người chết trôi, và cả những địa điểm thờ cúng suy tàn vì tà khí từ những sư trụ trì dởm hoặc những tín đồ chỉ đến để xin danh lợi, cầu tiền, quyền. Tính đến thời điểm này, chỉ có duy nhất hiện tượng ma chơi là hiện tượng khoa học đã được các nhà khoa học chứng minh, còn lại tất cả vẫn là điều bí ẩn chưa có lời giải đáp. Quỷ là vong hồn mạnh và nguy hiểm, không thể siêu thoát nổi, luôn tìm cách trốn chạy khỏi luật âm, làng bạt khắp nơi với ý đồ đen tối, gieo hại cho kẻ khác. Quỷ là những vong hồn mạnh và nguy hiểm hơn đa số khác, có thể là vong hồn của những kẻ mạnh từng lún quá sâu vào bóng tối, như những kẻ cuồng sát hoặc đám doanh nhân, tướng lĩnh, chính khách có khuynh hướng quyền mưu. Đó cũng có thể là những phong hồn của những cá nhân kiệt xuất phải chết thảm hoặc chết oan, bị tải niệm định hình trong quá trình trở truyền sinh 49 ngày. Một trường hợp khác là những phong hồn đã tu luyện lâu năm nhưng ôm giữ nhiều tà kiến nên rơi vào mê cung được tạo nên bởi cái tôi và khát vọng quyền năng. Nói chung, quỷ là những vong hồn tội lỗi mang âm khí cực nặng, không thể siêu thoát nổi, luôn tìm cách trốn chạy khỏi luật âm, lang bạt khắp nơi với ý đồ đen tối, gieo hại cho kẻ khác. Những vong hồn này ma tính rất nặng, mạnh và hung dữ. Khác với ma, quỷ có hình dáng rõ ràng, có thể nhìn thấy được bằng mắt. Quỷ được miêu tả trông rất ghê rợn, đôi khi máu me bê bết, tóc dài hoặc lưa thưa, răng và móng tay rất dài, mắt đỏ như hòn than trông rất ghê rợn. Chỉ cần tâm ta trong sáng, vững vàng và luôn sống đúng đạo nghĩa thì sẽ không bao giờ bị áp chế bởi một thế lực hữu hình nào cả, các bạn nhé. Chúc các bạn luôn bình an và mạnh khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.